Kính thưa anh em, tạ ơn Chúa vì cớ Chúa đã cho anh em suốt nhiều năm tháng hết lòng học lời của Chúa. Anh em đã xong 26 môn học căn bản để bây giờ Chúa cho anh em được tốt nghiệp. Thay mặt cho ban sự tổng hội và trường thần học Phúc Âm Việt Nam, hoan nghênh anh em, cảm tạ Chúa về anh em. Bây giờ thưa anh em, xin anh em cùng với tôi đọc lời của Chúa ở trong Sứ Thư Ký đoạn 12, đoạn 13 câu thứ 3. Xin anh em cùng đọc với tôi: Hãy kỷ niệm ngày này, vì đây là ngày Đức Giê-hô-va dùng cánh tay quyền năng đem anh em ra khỏi Ai Cập, tức là khỏi nhà nô lệ. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con, con kính cẩn xin chính mình Ngài hiện diện và nhận lấy buổi lễ của chúng con. Chúng con tôn vinh danh Chúa, Đấng đã yêu thương chúng con và Ngài đã cứu chúng con, chọn chúng con từ giữa thế gian trở nên người của Ngài. Anh em con yêu mến lời của Ngài, học lời của Chúa. Và bây giờ hỡi Chúa, trong lễ tốt nghiệp của họ, xin Ngài ban lời của Ngài cho họ, để anh em con vững vàng trong Chúa, hết lòng hầu việc Ngài. Và nhất là anh em con dấn thân, dân mình trở nên người phục vụ Chúa suốt cả đời. Chúng con cảm ơn Ngài. Con kính cẩn dâng buổi lễ tốt nghiệp này cho Đức Chúa Trời toàn năng và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời anh em ngồi. Thưa anh em, trong lịch học của Hội Thánh Phúc Âm Phú Nhuận thì tuần này thì chúng tôi học Sứ Thư Ký đoạn thứ 13. Và tôi cảm ơn Chúa vì phần kinh thánh này rất là thích hợp với buổi lễ tốt nghiệp của anh em. Trong suốt đoạn 13 từ câu 1 đến câu 22, thì từ câu 1 đến câu 10, Đức Chúa Trời truyền lệnh về việc kỷ niệm hay là nhớ Ngài dân sự được phóng ngoại, tức là được giải thoát khỏi nhà nô lệ Ai Cập. Từ câu 11 đến câu 16, Chúa cho biết rằng các con đầu lòng của dân sự và của cả súc vật đều thuộc về Chúa. Từ câu 17 đến 19, Chúa cho biết rằng dân sự sẽ không được dẫn thẳng về đất hứa, mà phải đi vòng quanh để tập chiến trận, tập sử dụng khí giới, hầu cho họ sẽ nhờ đó chiếm được đất hứa sau này. Và thứ tư, từ câu 20 đến câu 22, khi họ đi trong đồng vắng thì ban ngày có trụ mây và ban đêm có trụ lửa để che phủ, soi sáng họ. Cảm tạ Chúa. Bây giờ nhân bài học đó thì chúng ta cùng với nhau ứng dụng lời Chúa vào trong đời sống của chúng ta. Trước nhất, xin các anh em nhớ rằng anh em đã được Chúa phóng ngoại, tức là giải phóng khỏi tội lỗi. Thứ hai, anh chị em hãy nhớ rằng điều quý nhất của anh chị em thuộc về Đức Chúa Trời. Và thứ ba, anh chị em nhớ rằng anh chị em cần được Chúa tôi luyện mới có thể trở nên người hầu việc Đức Chúa Trời. Và thứ tư, anh chị em nhớ rằng anh chị em luôn được Chúa soi sáng và bảo vệ. Và bây giờ chúng ta cùng học với nhau để trang bị cho chúng ta những ngày mà chúng ta bước ra công trường thuộc linh để hầu việc Đức Chúa Trời của chúng ta. Hãy kỷ niệm hay là hãy nhớ ngày này
vì đây là ngày Đức Giê-hô-va dùng cánh tay quyền năng đem anh em ra khỏi Ai Cập, tức là khỏi nhà nô lệ. Suốt đoạn 13 câu 3. Trước nhất, lời Chúa chép: hãy kỷ niệm ngày này. Lời Chúa bảo chúng ta rằng hãy nhớ. Anh chị em, bạn đã được Chúa phóng mọi. Ngày xưa dân Do Thái được Chúa đưa ra khỏi nhà nô lệ là Ai Cập, phóng mọi khỏi Ai Cập. Và ngày hôm nay anh em đã được Chúa phóng mọi, tức là Ngài đưa anh em ra khỏi nhà nô lệ của ma quỷ để anh em trở nên người của Đức Chúa Trời. Mà Ngài phóng mọi anh em bằng chính huyết của Ngài. Kinh Thánh chép rằng huyết của Chúa Giê-xu đã mua chuộc anh em từ một người nô lệ trở nên người được tự do trong Chúa Giê-xu Christ. Cảm ơn Ngài. Và anh em ơi, anh em đã được phóng mọi rồi, đã được tự do trong Thánh Linh rồi, thì anh em nhớ không bao giờ trở về với tội lỗi nữa, không bao giờ trở về với rượu, thuốc lá, cờ bạc hay là cúng thờ. Vì anh em đã được Chúa đưa vào đất hứa của Ngài, trong hội thánh của Ngài, anh em được thánh hóa để trở nên người của Đức Chúa Trời cho đến đời đời. Cho nên đời sống anh em là một đời sống thánh khiết, công chính. Không phải vì anh em có thể làm trọn vẹn điều đó đâu, nhưng mà vì Thánh Linh của Chúa ở trong anh em, và Ngài là sức lực của anh em để anh em có thể làm trọn những điều đó. Ngài ở trong anh em và tái diễn cuộc đời công chính, cuộc đời thánh hóa của Ngài qua anh em. Miễn là anh em tiếp tục cung hiến cuộc đời mình cho Ngài không một chút giữ lại. Môi-se nói với Pha-rôn: tâu vua, một móng chân cũng không để lại. Một móng chân của con vật cũng không để lại. Tất cả đều thuộc về Chúa, đều đi ra khỏi Ai Cập. Và anh em cũng nhớ điều đó. Khi nào một móng chân anh em cũng không để lại cho tội lỗi, hoàn toàn là của Chúa, thì anh em mới thật sự được Chúa phóng mọi, và từ đó được tự do trong Thánh Linh. Điều thứ hai anh em học, Kinh Thánh chép rằng hãy đem dâng cho Đức Giê-hô-va con trưởng nam cùng những con đực đầu lòng của bầy súc vật anh em, vì chúng nó thuộc về Đức Giê-hô-va. Hãy nhớ mọi điều quý nhất của bạn đều thuộc về Chúa. Ồ, tôi cảm ơn Chúa điều này. Chúng tôi hứa nguyện con đầu lòng của chúng tôi thuộc về Đức Chúa Trời, và chúng tôi đã giữ lời hứa nguyện đó. Rồi sau đó thì tất cả các con của tôi đều thuộc về Đức Chúa Trời. Và tôi cảm ơn Ngài, từng con tôi bước vào chức vụ hầu việc Chúa, tôi cảm tạ Ngài, và đó là phần thưởng lớn nhất của tôi trong đời sống hầu việc Chúa. Anh chị em cũng vậy. Khi bước vào đời sống hầu việc Ngài, nhớ đặt tất cả điều quý nhất của mình ở dưới chân của Chúa và thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, tất cả chúng nó thuộc về Ngài, và nếu Ngài kêu gọi chúng nó, con cung kính dâng lên cho Ngài. David muốn cất nhà thờ cho Chúa lắm mà Chúa không cho. Chúa bảo rằng: Salomon, con trai của con sẽ cất. Thế là David làm một việc rất hay, là dâng hiến để chuẩn bị cho con của mình có đủ vật liệu xây cất đền thờ. Kinh Thánh chép rằng David và các vị quan trưởng cũng như dân chúng dâng hiến rất nhiều
Và khi cầu nguyện ông nói gì? Thưa Chúa, thật ra tất cả những gì mà chúng con dâng cho Chúa đều đã thuộc về Ngài rồi. Đã thuộc về Ngài. Ngài ban cho, và bây giờ chúng con chỉ cung kính để thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, xin nhận lấy. Nó thuộc về Chúa vì tất cả là của Chúa. Và tôi thích lời cầu nguyện của David lắm. Ông đặt mọi sự dưới chân của Chúa, mà vì vậy cho nên ông không mất gì hết. Vì Chúa giữ thì không bao giờ mất gì cả. Chúng ta thường là không muốn để Chúa giữ. Phần 10 cũng ăn cắp. Một phần 7 thì giờ là ngày thánh làm nên, ngày nghỉ là ngày thánh, cũng lấy của Chúa luôn. Rồi những ta lân mà Chúa giao là khả năng cũng không dùng cho Chúa Trời, dùng cho trần gian. Con cái thì mình muốn làm việc này, việc kia, việc nọ, mà không muốn nó hầu việc Đức Chúa Trời. Vì cớ hầu việc Chúa thì khốn khổ quá, nghèo thiếu quá, nó không cung cấp cho mình được. Không biết vì già mình sống thế nào. Nhưng mà không, người tin cậy Chúa, biết rằng mình đã thuộc với Chúa Trời rồi, thì Ngài sẽ lo lắng, và mọi điều quý nhất của tôi đều thuộc về Chúa, đều là của Chúa. Và xin hỏi anh em, trong gia đình em điều gì quý nhất? Có thuộc về Chúa chưa? Tôi nhớ một câu chuyện thật của một giáo sĩ kể. Ông xin Chúa cho ông đi Việt Nam hầu Chúa. Lúc đó Việt Nam trong chiến tranh, cho nên đi là cả một sự hy sinh. Nhưng mà ông xin đi và Chúa không cho đi. Ông ngạc nhiên lắm. Rồi một ngày kia chớp, Chúa bảo ông: con muốn đi thì con phải để tất cả sách vở của con lại. Ông thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con hầu với Chúa thì con cần sách vở để con học hỏi, mà Chúa bắt con để lại thì làm sao đến Việt Nam con hầu với Chúa được. Chỗ này phải nghe lời, để sách vở lại thì mới được hầu, mới đi Việt Nam. Cuối cùng thì ông thấy Chúa không thay đổi, và ông phải thưa với Chúa rằng: thưa Chúa, dạ con để sách lại. Giờ ông cũng không biết đến Việt Nam mà hầu với Chúa làm sao nữa. Ông xin Chúa: bây giờ Chúa cho con đi Việt Nam. Chúa bảo: không được, để vợ con lại. Lúc đó thì ông sững sờ. Con đi nửa vòng trái đất, đi bằng tàu đến Việt Nam, mấy tháng trời mới đến Việt Nam. Bây giờ con để vợ con lại thì con buồn biết là giường nào, mà vợ con buồn biết là giường nào. Làm sao có thể hầu vì Chúa được khi con đến Việt Nam mà không có vợ con. Chúa bảo là phải để vợ con lại. Và cuối cùng trong nước mắt, ông thưa với Chúa rằng: vâng, con đi Việt Nam và con để vợ con lại. Và khi ông đã hứa nguyện như vậy rồi thì Chúa bảo ông: con đi Việt Nam mang theo tất cả sách vở vợ con. Ô, ông sững sờ. Chúa lạ vậy. Nhưng mà Chúa nói với ông rằng: đến Việt Nam con có thể mất cả sách vở, mất cả vợ con, vì cớ đó là đất nước chiến tranh. Ta thử con xem con có thể dám bỏ mọi sự vì ta không. Và khi con dám bỏ mọi sự vì ta thì con được đi. Ồ, bài học đó hay quá chừng luôn. Điều quý nhất là sách vở, điều quý nhất là vợ con. Thì khi nào sẵn sàng đặt dưới chân của Chúa rồi thì mới có thể đi hầu việc Ngài. Anh chị em cũng vậy, điều quý nhất thuộc về Chúa. Điều thứ ba, khi ra khỏi Ai Cập, dân Israel được trang bị khí giới để chiến đấu. Hãy nhớ, bạn cần được Chúa tôi luyện.
Anh em nói, ồ Chúa có quyền, Ngài có thể làm mọi sự. Không đánh nhau cũng đắc thắng. Không, nhớ, Chúa muốn tôi luyện anh em để trở nên một chiến sĩ. Tập luyện anh em để đến người của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép, anh em là những chiến sĩ giỏi của Đức Chúa Trời, và những chiến sĩ đó cần phải được tôi luyện. Ông Gióp nói gì? Ở trong Gióp đoạn 23 câu 10, khi Chúa đã thử rèn tôi thì tôi trở nên giống như vàng. Chúa thử rèn kinh khủng quá. Đọc sách Gióp nhiều lúc tôi không thể nào hiểu nổi hết. Tôi nói, Chúa ơi, mất một vài đứa con mà con đã khủng hoảng rồi. Mất một đứa con mà bây giờ gần 30 năm sau rồi, chưa hề dám mở quyển hình của gia đình ra xem lại hình ảnh của nó. Không dám. Cầm lên rồi bỏ xuống, cầm lên rồi cất vào. Ê, tất cả các con đều chết. Nhưng mà cảm ơn Ngài, không phải thắc mắc với Chúa, mà Gióp chỉ thưa rằng, cảm ơn Ngài vì Chúa thử rèn con để con giống như vàng. Thiên đàng bằng vàng thì con phải thật sự trở nên giống như vàng thì mới xứng đáng với nước trời. Và muốn như vậy thì mọi tạp chất trong đời sống con phải đốt trong lửa. Sự thử luyện anh em là cần thiết để tai anh em có thể cầm lấy khí giới là lời Đức Chúa Trời. Anh em phải học để cầm dây khí giới này là lời Chúa Trời mà sử dụng cho nhà Đức Chúa Trời. Những ngày qua anh em học, anh em thấy mình biết Kinh Thánh ít quá phải không? Cần phải học nữa. Anh em thấy mình kinh nghiệm trong Chúa ít quá phải không? Cần phải xin Ngài tôi luyện hơn nữa, để khi ra hầu việc Ngài, anh em sẽ hầu việc Chúa với tất cả năng lực của mình, năng lực của người, được Chúa tôi luyện trở nên vàng và xứng đáng với Chúa. Nhìn những dấu chỉ của thời đại, chúng ta biết Ngài Chúa chúng ta trở lại gần là dường nào. Và khi thấy Chúa trở lại rất gần như vậy, thì chúng ta phải nhờ ơn của Chúa để được Ngài tôi luyện trở nên giống như vàng, thì mới được về thiên đàng bằng vàng trong suốt. Và cảm ơn Chúa vì chúng ta cùng với nhau học điều cuối cùng. Hãy nhớ bạn luôn được Chúa soi sáng và bảo vệ. Kinh Thánh chép, Đức Giê-hô-va đi trước dân chúng ban ngày trong một trụ mây để dẫn đường, ban đêm trong một trụ lửa để soi sáng. Ồ, cảm ơn Chúa. Chúa dẫn đường, mới đồng thời Chúa cũng che nắng, Chúa cũng bảo vệ khỏi nắng, khỏi sự độc hại. Rồi ban đêm thì Chúa cũng dẫn đường bằng trụ lửa, rồi cũng soi sáng họ đi trên con đường đến đất hứa. Thì hôm nay chúng ta cũng được như vậy. Kinh Thánh được chép, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi. Vì ngày xưa dân Do Thái họ đi dép, ban đêm dép họ gắn một cái đèn nhỏ nhỏ, rồi bước đến đâu thì nó sáng đến đó để họ đi. Thành ra David dùng hình ảnh đó, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, tức là soi sáng cho chân tôi bước đi từng bước với Chúa. Rồi Kinh Thánh cũng chép rằng Chúa sẽ bao phủ phía trước và phía sau của con, đặt tay Chúa trên mình con. Thi Thiên 139 câu thứ 6.
Chúa bao phủ phía trước, phía sau, đặt tay Chúa lên mình con. Và tôi vẫn nhớ câu chuyện khi tôi còn là một cậu bé tí xíu. Thanh niên chạy đến nhà nói với ba tôi: "Ông mục sư ơi, có ma." Ba tôi hỏi là sao mà mấy đứa gọi là có ma. Nói rằng ở ngoài vườn của bà tín đồ, ma nó lên, mà người Nam gọi là ma trời đó, tức là có những ngọn đèn nó sáng nó bay lên. Ma trời. Bà tôi cười, bà tôi nói không phải ma. Nhưng mà ông muốn dạy cho họ. Ông đây, bây giờ đi. Tôi thì con nít mà tò mò, tôi đòi đi theo. Ba tôi dẫn. Ồ, sao tôi thấy đi thì phía trước cũng lạnh mà phía sau cũng lạnh, chỗ nào cũng lạnh cả. Tôi không biết là ma nó sẽ làm cái gì cho mình. Cho nên tôi nói ba tôi là: "Ba ơi, con không đi được." Ba tôi biết rồi. Ba tôi ẵm tôi lên. Ba tôi vác tôi lên vai. Và khi ông vác tôi lên vai thì tôi thấy là phía trước thì xong rồi, phía sau lạnh quá. Tôi nói không được ba ơi, phía sau lạnh quá đi không đi được. Thế là ông phải ẵm tôi ở phía trước, vòng tay qua tôi. Lúc đó ông đi đến nơi đó, ông chỉ: "À, đây là một cái nghĩa trang cũ. Nắng làm cho nứt đất, mưa xuống làm cho phosphor từ trong xương nó bay lên và gặp không khí nó cháy." Ông giải thích cho thanh niên. Tôi vẫn hiểu, tức là hiểu lờ mờ mà con nít mà, nhưng mà cũng không dám bước chân xuống đi về, vẫn phải nhờ ba ôm thế này mới đi về tới nhà được. Hình ảnh đó tôi thấy ở đây. Thi Thiên 139 câu 6 chép: "Chúa bao phủ tôi phía trước, cái tay của Ngài, phía sau, cái ngực của Ngài, rồi đặt tay lên mình tôi, ôm ấp lấy tôi." Hình ảnh đó, hình ảnh tuyệt đẹp mà Chúa muốn dạy dỗ mỗi chúng ta. Ngài như người cha đó, đối với đứa con dại khờ đó, để chăm sóc chúng ta từng bước một. Và anh em ơi, tại sao còn lo sợ, tại sao còn bối rối bước đi hầu việc Ngài? Ngài lo lắng cho, Ngài bỏ anh em đâu. Tôi là trẻ con, tôi mới sợ. Anh em là người trưởng thành trong Chúa rồi, hãy bước đi với Chúa. Đấng hứa với anh em, Ngài sẽ chăm sóc anh em đời đời. Tin cậy Ngài và bước theo. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta ôn lại rồi chúng ta nhận lời thách thức của Chúa. Bạn đã được Chúa phóng mọi rồi, được Chúa đưa ra khỏi tội lỗi rồi, để sống trong nhà của Ngài, không còn làm nô lệ nữa. Bạn đã được Chúa ban cho mọi sự, và phải nhớ rằng mọi điều quý nhất của bạn, của ông bà anh chị em là thuộc về Chúa. Và anh chị em cần được Chúa tôi luyện. Anh chị em đã được tôi luyện qua lớp học Kinh Thánh suốt 5 năm qua, trong đời sống mỗi ngày, và phải tiếp tục được tôi luyện nữa để hầu việc Đức Chúa Trời. Và cuối cùng, anh chị em nhớ, Chúa hứa Ngài sẽ soi sáng và bảo vệ anh chị em cho đến đời đời. Vì thế, câu hỏi đặt ra: tại sao anh chị em không bước lên dâng cả cuộc đời hầu với Chúa? Ngài hứa mà, Ngài có thất hứa với anh em bao giờ đâu. Tại sao không bước lên mà thưa với Ngài rằng: "Chúa ơi, con muốn dâng cả cuộc đời con hầu việc Ngài." Tôi cảm ơn Chúa vì một số anh em đã gặp tôi: "Ông mục sư ơi, cho con được thụ phong." Và tôi thưa với ông mục sư Thự là chúng ta sẽ bàn luận để sửa lại điều lệ hầu cho anh em có thể được thụ phong hầu việc Đức Chúa Trời của anh em
trọn cả đời. Vì tất cả mọi sự anh em có là của Chúa. Tất cả mọi điều anh em được là của Đức Chúa Trời. Ngài chăm sóc lo lắng cho anh em. Và anh em biết rằng ngày Chúa tái lâm đã gần rồi. Thì bây giờ vấn đề của chúng ta, ai được Chúa cảm động, hãy bước lên Ngài, dâng đời sống mình hầu việc Ngài. Chúa đang chờ anh em. Tôi biết anh em học lớp này là để hầu việc Chúa, nhưng bây giờ bước thêm bước nữa là dâng đời sống mình hầu việc Chúa, để hầu thánh luôn luôn đầy người hầu việc Ngài, luôn luôn đầy người dâng mình cho Chúa Trời. Chúa đang cần anh chị em, đừng tiếc gì với Chúa, đừng lo cho anh em mọi sự, không tiếc gì với Ngài. Xin bước ngay lên trên tòa giảng, bước lên và xin kính mời các đệ tử của Chúa bước lên đây cùng với tôi đặt tay cầu nguyện cho anh em. Thưa anh em, bây giờ tất cả anh em và bước lên cùng với tôi quỳ gối. Anh em ơi, chính anh em mới cầu nguyện, cung hiến đời sống mình cho Chúa. Ngài đâu có tiếc gì với anh em đâu. Ngài hứa mà Ngài sẽ làm. Ngài đã phóng mọi anh em rồi. Ngài muốn dùng anh em đem người khác ra khỏi nô lệ của tội lỗi. Ngài soi sáng anh em rồi. Anh em soi sáng như người khác. Ô, Đức Chúa Trời muốn làm việc lớn cho anh em. Cảm ơn Chúa và anh em dâng mình cho Ngài. Bây giờ anh em cầu nguyện, cung hiến cuộc đời mình cho Chúa. Xin tự do cầu nguyện. Chúa yêu dấu của con, một bầy chiên của Chúa đang quỳ trước mặt Ngài, cả con nữa. Chúng con quỳ trước Chúa để xin với Ngài nhận sự cung hiến của chúng con. Chúng con muốn cung hiến đời sống của con cho Chúa để hầu việc Chúa đến trọn đời. Ngài đã phóng mọi chúng con, thì bây giờ Ngài muốn con đi ra và đem người khác ra khỏi nô lệ của tội lỗi để sống đời sống tự do trong Thánh Linh. Ngài đã tôi luyện chúng con, dạy dỗ chúng con nhiều năm qua và tiếp tục dạy dỗ chúng con, thì Ngài muốn dùng chúng con để có thể dạy dỗ người khác. Cảm ơn Ngài vì Ngài luôn luôn Chúa Trời toàn năng. Ngài soi sáng bảo vệ chúng con, chúng con bước ra hầu việc Ngài, hoặc là trong hội thánh địa phương, hoặc là đi truyền giáo ở quê hương miền Bắc của chúng con, hoặc là bất cứ nơi nào, chúng con sẽ đi ra với tất cả tâm lòng của chúng con, lòng tin cậy Chúa và hầu việc Ngài hết lòng, vì chúng con biết rằng Ngài Chúa trở lại gần lắm rồi. Hỡi Cha, cũng cho chúng con biết tất cả những gì quý nhất của chúng con là của Chúa. Vì nếu Chúa không ban cho thì không bao giờ chúng con có điều đó. Chúng con cảm ơn Ngài và chúng con cung kính dâng tất cả cho Chúa để bắt đầu hầu việc Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Tạ ơn Cha về sự dâng hiến mà chúng con được Chúa cảm động để cung hiến cho Chúa. Nguyện Ngài nhận lấy mỗi chúng con làm của lễ trên bàn thờ của Chúa để được hầu vị Chúa cho đến ngày Chúa trở lại. Con cảm ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.